Xin chào mừng tất cả quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Akari Gaming. Mình là Akari đây. Khi Supercell đưa ra thông báo chính thức về việc đóng cửa tất cả các sản phẩm tại thị trường Việt Nam đã thực sự tác động tiêu cực rất lớn đến cộng đồng người yêu mến những tựa game đình đám từ nhà phát hành game Phần Lan này. Để giúp các bạn có thể chơi được trong thời gian tới thì ngày hôm qua mình đã ra video hướng dẫn tạo Supercell ID để đảm bảo an toàn cho tài khoản cũng như tiến trình trò chơi và vấn đề chuyển khu vực iOS App Store để tải ứng dụng mà không được cung cấp tại thị trường Việt Nam thì đã nhận được phản hồi rất là tích cực và có nhiều bạn mong muốn có thêm video hướng dẫn cho hệ điều hành Android nữa. Và các bạn hãy theo dõi tới cuối video này để có thêm thông tin chi tiết nha. Và hãy chắc chắn rằng các bạn đã bấm đăng ký kênh Akari Gaming, ấn vào hình chiếc chuông để nhận được những thông báo mới nhất mỗi khi mình ra video. Còn bây giờ, chúng ta hãy bắt đầu thôi nào. Let's go! Đầu tiên thì các bạn hãy vào cửa hàng Play. Thì các bạn có thể thấy hiện tại thì là trong mục trả phí là đang đơn vị là tiền đồng các bạn nhé. Và cửa hàng đang ở Việt Nam. Chúng ta hãy thử download cái phần mềm là ứng dụng này là không có ở cửa hàng Việt Nam. Đấy chính là PES 2019 Pro Evolution Score. Đấy, không hề có cái ứng dụng này ở cửa hàng Play Việt Nam. Và chúng ta sẽ bắt đầu công việc đổi quốc gia nào. Thì đầu tiên thì các bạn hãy mở tìm kiếm cái phần mềm là OpenVPN Connect. Đây là một trong những ứng dụng để các bạn face IP sang một quốc gia khác. Và có nhiều bạn thì có thể sử dụng những phần mềm khác nhau, nhưng mình thì mình sử dụng cái phần mềm này và nó khá là nhẹ. Rồi chúng ta sẽ cùng cài đặt thôi. Nó đang được cài đặt. Mở ra nào các bạn. Bắt đầu cho công cuộc. Và các bạn chọn vào mục đầu tiên đấy nhá, cái private tunnel ấy. Còn đây là cái mục mà đăng nhập cái địa chỉ. Nếu bạn nào chưa có account thì bấm vào register để đăng ký. Rồi. Ở đây thì mình chọn vào khu vực đấy chính là nước Anh. Cho nó mới tí, đổi sang đồng bảng Anh. Lúc sáng thì mình đã làm video về Úc rồi, đỗ Úc rồi. Rồi, hiện nay thì đang kết nối để chuyển địa chỉ sang Vương quốc Anh các bạn nha. Nó rất là nhanh chóng thôi. Rồi, đã kết nối được rồi. Bây giờ thì các bạn vào cài đặt và bấm vào phần ứng dụng, rồi bấm vào quản lý ứng dụng. Rồi bấm vào cửa hàng Google. Đây thì sẽ xóa bộ đếm đi. Đấy, xóa xong. Vào đây. Và các bạn sẽ thử nha, vào cửa hàng để kiểm tra nhé. Chờ kết nối một chút xíu, máy hơi cũ. Rồi. Đây. Các bạn vào mục trò chơi thì sẽ thấy phần trả phí này. Đây. Đã chuyển sang đồng bảng Anh rồi các bạn nha. Và để rõ ràng hơn thì mình sẽ bấm tìm kiếm trò chơi lúc nãy, PES 2019. Rồi. Đấy, Pro Evolution Score. Thì các bạn đã thấy là đã xuất hiện ở đây rồi. Và các bạn chỉ việc bấm cài đặt thôi. Và công việc chuyển vùng quốc gia đã thành công rồi. Như vậy, trong video ngày hôm nay, mình đã hướng dẫn cho các bạn cách chuyển khu vực Google Play để tải ứng dụng mà không được cung cấp tại thị trường Việt Nam. Và các bạn hãy đừng có lo lắng về việc game Supercell không phát hành ở Việt Nam thì không chơi được nữa. Điều đó là không phải đâu, chúng ta vẫn chơi bình thường. Nếu các bạn thấy video này hay và hữu ích thì hãy ủng hộ mình bằng cách để lại một like, share, ấn vào quảng cáo để mình có thêm động lực mỗi khi mình ra video mới. Và hãy chắc chắn rằng các bạn đã bấm đăng ký kênh Akari Gaming, ấn vào hình chiếc chuông để nhận được những thông báo mới nhất mỗi khi mình ra video. Còn bây giờ, mình xin chào tạm biệt tất cả các bạn. Mình đi đây. Bye bye.